Mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế bộ lọc thông cao, thông thấp FIR pha tuyến tính, cửa sổ tam giác, Hamming và Hanning nhé. Thì nếu các bạn quan tâm về những cái chủ đề dạng như thế này thì có thể đăng ký kênh của mình để có thể những cái video khác sẽ hiện lên trên YouTube của các bạn. Ok, thì để thiết kế bộ lọc thông cao, thông thấp thì đầu tiên chúng ta sẽ phải gọi các khối ra như thế này. Đầu tiên là gọi một khối sin wave, tức là khối tín hiệu hình sin, sóng hình sin với các thông số như thế này. Tiếp theo là một khối nhiễu chip, vì ở đây là chúng ta đang thiết kế bộ lọc mà, thì tín hiệu này, đây là tín hiệu này, nhiễu chip vào đây để cho nó nhiễu tín hiệu đi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái bộ lọc và ra tín hiệu đây. Thì đây mình sử dụng khối chip ở đây. Ok, đây là khối cộng, cộng hai tín hiệu sóng hình sin và chip vào đây đó. Thì đây là cái bộ lọc filter designer. Còn đây là khối gain, đặt số là 0.3, số thay đổi tùy theo các bạn. Thì mở khối này lên. Đợi một chút vì nó hơi lâu chút. Thì ở đây là cái giao diện của cái bộ lọc. Thì chúng ta sẽ chọn cái phần FIR ở đây và kích vào, chọn vào cửa sổ, vì ở đây là đang thiết kế cửa sổ mà, đúng không? Đấy, cửa sổ tam giác Hamming Hanning rồi. Đấy, thì chọn như thế nào? Thì ở cái chỗ cửa sổ này, cái ba led này nó nghĩa là tam giác nhá. Còn Hamming Hanning đây, tất cả nó ở đây hết. Thì các bạn cần lọc theo cửa sổ nào thì ấn vào. Đây là Hamming này, còn Hanning, đấy, nó ở trong đây hết nhá. Thì ở đây đang lọc cái cửa sổ tam giác thử. Specify order, tức là cái hệ số N, được chưa? Còn FC là cái mấy cái tần số. Đấy, thì sau khi thiết kế xong thì ấn cái design filter này. Cái này mình ấn rồi. Sau đấy gọi đây là khối gain này. Gọi thêm cả khối scope để có thể đo được cái tín hiệu của nó. Thì ở đây mình đặt thời gian là 10 để cho chạy thử. Trong quá trình đợi chạy thử mình sẽ mở cái file báo cáo lên cho các bạn xem. Rồi, vậy là đã chạy xong rồi. Thì đây đề tài mình là thiết kế MATLAB FIR pha tuyến tính. Đấy, đây là đề như thế này. Thì bạn nào cần cái tài liệu này thì có thể liên hệ Facebook để mình có thể gửi cho nhé. Đây, tất cả đây, đây là về lý thuyết này, xong rồi làm như thế nào này, đấy, tất cả đầy đủ hết đây. Đây là kết quả thôi, thì tí nữa mình sẽ xem cho các bạn xem. Thì ấn khối scope để xem này, là tín hiệu như này, thì ấn vào cái phần ở bên trên này, sau đó ấn một cái dấu cộng, mở nó ra, zoom lên để xem. Đấy, thì đây là cái tín hiệu hình sin. Cái sơ đồ đầu tiên là khối tín hiệu hình sin, tiếp theo là nhiễu chip, đây là khối cộng. Sau khi đã cộng nhiễu vào thì tín hiệu nó sẽ như thế này. Còn đây là cái kết quả mà sau khi đã lọc nhiễu chip ở vị trí ở cái n bằng 20. Đấy, chúng ta có thể thay cái chỉ số n này bằng 1632 các thứ để xem cái chất lượng lọc của nó như thế nào, được chưa nhỉ? Nếu mà các bạn thấy hay và thích những chủ đề tương tự như thế này thì có thể đăng ký kênh nhé, để có thể xem được cái video tương tự của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.